Ngày 7 tháng 4 vừa qua, hãng ô tô Cherry đã tổ chức sự kiện New Energy Night với chủ đề Technology Evolution ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong sự kiện này, hãng đã ra mắt hàng loạt mẫu xe mới của mình. Trong số đó, không thể không nhắc đến chiếc xe điện mang tên Cherry TZ1. Cherry TZ1 là chiếc SUV nhỏ gọn mới mang thương hiệu Cherry. Với hai phiên bản ICE và phép cũng như hệ dẫn động bốn bánh, Chery TZ một dự kiến ra mắt và mở bán trong khoảng tháng 7 hay tháng 8 năm nay. Hiện hãng xe Trung Quốc đang kêu gọi công chúng giúp đặt tên chính thức cho mẫu xe này. Dự kiến, vào cuối năm nay, mẫu xe này cũng sẽ được bán ở Việt Nam nhưng dưới cái tên riêng là ZCOO7. Từ những hình ảnh được tiết lộ của ZCOO7 tại Trung Quốc, cho thấy hai mẫu xe sử dụng chung thiết kế, nền tảng và chỉ khác một số chi tiết ví dụ như lưới tản nhiệt mâm xe, phối màu hay các trang bị và tính năng, tùy theo nhóm khách hàng mục tiêu của từng thương hiệu. Khi xuất hiện tại thị trường trong nước, Chery TZ1 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CRV và Mazda CX-5. Nhìn tổng thể, Chery TZ1 có thiết kế vuông vức, mạnh mẽ và khá bắt bắt. Xe có kích thước tổng thể dài, dài rộng cao lần lượt là 4.515mm, 1.865mm, 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.675mm, về ngoại thất, logo Cherry lớn được đặt ở trung tâm lưới tản nhiệt phía trước, cản trước hầm hố, tích hợp hốc gió, trung tâm hình chữ nhật. Hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe. Trong đó, giải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang phía trên, và đèn pha chính với hai bóng nằm dọc bên dưới. Bên sườn xe, đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa sau, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Xe sử dụng bộ vành hợp kim đa chấu. Nhìn từ bên hông, Cherry TG một áp dụng thiết kế mái treo đi kèm với tay nắm cửa dạng bật ra và chạy trên bộ vành năm chấu kiểu cánh quạt. Phía sau Cherry TG một có đèn hậu kiểu xuyên suốt và một ống xả ở mỗi bên. Phía sau là cụm đèn hậu nối liền hai bên. Về nội thất, Cherry TG 1 sẽ có hai màu đen và trắng với các nút bấm vật lý tối thiểu. Bảng đồng hồ hình chữ nhật, màn hình điều khiển trung tâm nổi 14.8 in, màn hình hiển thị trên kính chắn gió và đế sạc không dây trên bảng điều khiển trung tâm. Màn hình trung tâm này được đặt dọc và nằm độc lập trên mặt lô các khe thoát gió hình tròn và hình chữ nhật hai bên rất bắt mắt. Cherry TG một còn sở hữu chip Qualcomm 8155, tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, công nghệ nhận diện khuôn mặt, ghế bọc da lộn với chỉ khâu màu tương phản, ghế sưởi ấm trên thông hơi mát xa, hệ thống âm thanh Sony và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 cộng. Phiên bản động cơ xăng là loại xăng 1.6 tăng áp, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, phiên bản phép được trang bị động cơ hybrid 1.5T công suất 115 kW và 220 Nm, có mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện chỉ 1 lít cho 100 km, phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện hơn 100 km và phạm vi hành trình toàn diện 1.400 km khi đầy nhiên liệu và sạc đầy. Cherry TZ1 cũng sẽ chỉ mất 18 phút để sạc từ 30% lên 80%. Mặc dù thông tin chi tiết và giá bán của mẫu xe này chưa được công bố, tuy nhiên, theo hãng Cherry, Xe sẽ có giá nằm trong khoảng 100.000 nhân dân tệ tương đương 342 triệu. Tại Trung Quốc, doanh số của mẫu xe này khá khả quan, từ tháng 1 đến tháng 3, doanh số cộng dồn của thương hiệu Cherry đạt 238.133 xe, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.